Kính chào các quý nha sĩ ạ, em là Vân Anh ở công ty Anh và Em. Hôm nay thì em sẽ tiến hành giới thiệu bộ sản phẩm mới của công ty Anh và Em, đó là bộ kim tê nha khoa của hãng Morita. Như các quý nha sĩ cũng biết thì Morita thì đã có lịch sử hơn 100 năm nay và rất là nổi tiếng trong thị trường thiết bị y tế như là máy nội nha, máy định vị chóp, tai quan hoặc là X quang. Tuy nhiên thì ngoài mảng thiết bị y tế thì Morita cũng rất là nổi tiếng trong mảng vật liệu tiêu hao, đặc biệt là kim tê nha khoa của Morita. Thì trên tay của em ở đây thì có hai loại kim tê, thứ nhất là loại 30G và thứ hai là 27G. Hai loại này thì được phân biệt với nhau bởi màu sắc. Loại 30G thì có màu là màu xanh da trời, còn loại 27G thì có màu be ạ. Trong mỗi một hộp kim tê thì sẽ có 100 ống kim. Và mỗi một ống kim này thì được tiệt trùng bằng khí EO ạ. Và khi mà mở ống kim ra thì mình chỉ cần vặn nhẹ một cái ạ. Thì trong cái ống kim này thì được thiết kế rất là tinh xảo để ngăn cái tình trạng là gãy đầu kim. Và như là quý nha sĩ cũng đã nhìn thấy ạ, ở trên đầu kim này thì sẽ có hai cạnh cắt bắt sâu, để thứ nhất là việc tiêm được chính xác hơn và làm giảm đau cho bệnh nhân. Thứ hai nữa là đầu cắt bát này thì sẽ làm cho cái lưu lượng dung dịch được thông suốt hơn. Và trên cái đầu hát này thì sẽ có một cái chấm đỏ để đánh dấu cái đầu bát của kim tiêm, giúp bác sĩ có thể nhận biết dễ hơn. Đặc biệt là cái phần hát nhựa thì có thiết kế xếp tầng để thứ nhất là giảm thiểu cái áp lực trên đầu kim, thứ hai nữa là để làm giảm cái gãy kim, và thứ ba nữa là để phù hợp với mọi loại ống, cả ống vặn và ống cắm. Thì cái kỹ thuật tiêm tê trong nha khoa thì rất là phổ biến, tuy nhiên thì cái vấn đề lựa chọn kim thì cũng chưa có nhiều trên thị trường hiện nay. Vậy nên là hôm nay thì em sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn mới rất là tốt cho các quý nha sĩ, thì cũng rất là mong muốn là các quý nha sĩ được quan tâm. Em xin cảm ơn các quý nha sĩ ạ.